các thành phần đồng viên tham gia nội dung các ba cá nhân nam lứa tuổi 91 tập trung một người đi lên hai. Mời vận động viên tham gia trận đấu kata cá nhân nam lứa tuổi 91 đứng thăm hai ạ. Nguyễn Ngọc Cương, thành phố Vinh và Nguyễn Duy Hoàng Ánh được thương xuân ạ. Xin mời, đấy, đã bắt đầu. Mời tổ chúng ta tay sẵn hai về tay giao nhiệm vụ. Mời trọng tài Nguyễn Văn Hùng của đơn vị Hà Tĩnh. Mời trọng tài Nguyễn Văn Hùng của đơn vị Hà Tĩnh. Mời vận động viên Nguyễn Ngọc Cương ở thành phố Vĩnh Long, Nguyễn Duy Hoàng Ánh ở Thương Xuân ạ. Đến tại tháng 2 ạ. Quý ông ơi, trận 2 ở sân 1, xin mời Nguyễn Quốc Hưng Thanh Trương mang tay đỏ AK gặp Ngô Hoàng Quốc Anh đi kim thành phố Vinh mang tay xanh AO. Xin mời hai vận động viên ra chuẩn bị. Cả con đi xong cả con lui về ở sau bạch đỏ ấy. Với tỷ số 3-0, vận động viên mang tay xanh AO thắng cuộc 3-0. Xin mời Nguyễn Quốc Hưng Thanh Tương gặp Ngô Hoàng Quốc Anh nghi kim thành của Vinh. Xin mời trận 2 chúng ta bắt đầu. Nguyễn Quốc Hưng Thanh Trương mang tay đỏ AK gặp Ngô Hoàng Quốc Anh nghi kim thành phố Vinh AO. Đề nghị các bạn tình nguyện viên mời tất cả các vận động viên chưa thi đấu lui hẳn ra sau. Các bạn tình nguyện viên mời tất cả vận động viên chưa thi đấu lui hẳn ra, không có đường sát mẹp thi đấu như thế, lui hẳn ra ngoài. Alo. Để đảm bảo hình ảnh cái giải đấu, đề nghị tất cả các vận động viên chúng ta chưa có nội dung thi đấu, mời tất cả các em vận động viên chúng ta lên ở trên khán đài. Xin nhắc lại, để đảm bảo hình ảnh cho giải đấu, đề nghị tất cả các vận động viên chưa có nội dung thi đấu, chúng ta lên ở phía trên khán đài.